Mà cái màu phim cho tôi thấy rất là giống như phim Châu Tinh Trì nha. Hay có mấy bà mà cuốn lô xong rồi nhiều chuyện lúc nào mà cũng chửi y chang những cái mút bà phim. Bà đó đó là vợ của Tư Phú nha. À. Bà chửi hay như hát vậy đó. Tôi sợ. À quên, tôi đâu có lấy vợ đâu. Hello, xin chào mọi người đã trở lại với CGV Reaction. Coi gì nói đó, mình là Phú. Sắp còn có mấy ngày nữa là Tết rồi, không biết mọi người chuẩn bị Tết sao rồi ha. Con Khánh nó chuẩn bị Tết kỹ quá, giờ nó về nó bỏ mình tôi ở đây luôn rồi trời. Nhưng mà không sao, giờ vẫn vui nha mọi người. Hôm nay Phú sẽ reaction một bộ phim mà tất cả mọi người đều đã mong chờ rất là lâu. Đó chính là Bố Già, một bộ phim của Trấn Thành. Vì là ngày Tết cho nên là mặc áo dài nè, các mô ekip đã chuẩn bị bộ áo dài cho mình nha. Còn chờ gì nữa vô luôn nha. Tết này bao xôm, bao vui, bao hoan hỷ. Trấn Thành với Lê Giang. Sang mới tới hả Sang? Đúng rồi. Ăn sáng nha, cơm nó nấu, sườn nó nướng. Nhưng mà nước mắm lệ pha. Sao cô Lê Giang trong cái phim này có vẻ đon đả quá vậy? Mời chào ăn cơm tấm, cơm sườn gì hay vậy trời ạ? Cơm sườn hay cơm tấm? Ủa, cô Lê Giang vô này đóng vai gì vậy mọi người? Ủa Khánh đâu rồi? Wow, đây, mất đây, đây, tôi thế đây nè. Ủa sao mỗi lần mà mất con Khánh là có bà xuất hiện trở lại vậy mọi người? Đúng rồi, chứ okay. Đây đã okay. Một mình. Ok nha, rồi cô Lê Giang đã đóng cái vai gì vô đây vậy? Thiệt ra là cô Lê Giang trong đây á, không có giống như là cô Lê Giang trong bếp drama nha. Trong bếp drama thì Lê Giang là vợ Trấn Thành, còn trong đây thì không phải. À. Còn trong bếp drama Trấn Thành làm xe ôm, còn trong đây thì Trấn Thành để làm thợ độn nha. Là độn gì làm đó đó. Ok, hiểu, vậy là... À không, thật ra mà nói là tôi chưa có biết ra mà thật sự là tôi chưa có biết ra mà, nhưng mà tôi sẽ reaction cái clip này trên một cái tâm thế là có gì tôi nói đó trên cái trailer này thôi, còn những thông tin mà ngoài là web ra mà chắc là nhờ bà giúp tôi. Đúng rồi, okay. Tại vì cái này mà web ra mà hai cái khác nhau hoàn toàn rồi. Ok, thì mình sẽ không có liên tưởng tới nhau nha, mình là khác biệt hoàn toàn. Giờ mình vô tiếp vô một cái nô mèo. Welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người. Đã trở lại với CGV Reaction. Ok, xin chào mọi người đã trở lại với CGV Reaction. Cái này quen quá luôn á. Vậy là Tuấn Trần sẽ vô va một YouTuber đang hoạt động thì là ba mở cửa tanh bành luôn đúng không mọi người? Chắc vậy á. Ai vậy? Quang Trung với lại Quốc Khánh. Trời ơi, nó rõ ràng như vậy rồi, còn hỏi ai vậy nữa? Diễn xíu mà xéo sắc đi, không diễn được. Xéo sắc. Thế tại sao hôm qua mày để nó đánh tao mà mày không cản? Biết tại cái nào mày vô tôi cản. Mày thấy cái miệng con vợ mày hổn kiểu đó, mày biết. Nói gì chè. Mà cái màu phim cho tôi thấy rất là giống như phim Châu Tinh Trì nha. Hay có mấy bà mà cuốn lô xong rồi nhiều chuyện lúc nào mà cũng chửi y chang những cái mút phim. Bà đó đó là vợ của Tư Phú nha. À. Chửi hay như hát vậy đó. Tôi sợ. À quên, tôi đâu có lấy vợ đâu. Quên. Tôi không làm cái gì đó. Tôi không làm cái gì thì bà tôi... đi chào không? Trời ơi. Không nha, tôi không có chửi. Ba mới nghĩ cho con bù tọt chứ. Nó đâu sống trong môi trường này được. Cái môi trường này có cái vấn đề gì mà không được. Thằng chó. Ăn nhậu tối ngày. Bạn mày là đồ chó. Tôi có thể tưởng tượng nha. Cái bối cảnh này á là một con xóm ở Sài Gòn. Xóm lao động. Và tôi nhớ là hồi xưa khi mà tôi còn ở trong cái xóm đó thì là tất cả ngày nào nha cũng cãi lộn, đánh lộn, chửi nhau trời hết trơn, cho nên là Tuấn Trần muốn cho bé bụ tọt dọn đi là đúng rồi. Sao mà sống nổi. Thật sự dữ ghê. Không chịu nổi à. Vậy nãy giờ nha, túm lại là gồm có những ai nè, Má Ngọc Giàu nè, Trấn Thành nè, rồi Lan Phương, rồi ai nữa nãy giờ? Đúng rồi, đây okay, nè, để okay. Cung cấp cho một tí thông tin nha. Quá lùng mờ. Đây nè, gia đình có bốn anh chị em. Ok. Giàu sang phú quý. Ok. Chị Má Giàu á là chị cả. Ok. Còn Trấn Thành là vai Ba Sang. À. Hoàng Mèo á là vai Tư Phú. Còn riêng La Thành là vai Út Quý nha. À, đó, Hoàng Mèo. Còn xíu đi là biết liền cái gì đâu. Hoàng Mèo là chồng của Lan Phương hồi nãy. Ok, vậy còn Lan Thành chị xuất hiện. Phải theo anh mày, cứ nghề của mày tôi thấy nó lông bông quá. Nữa không thức ăn làm gì? Thật sự á thì những cái người lớn á, người ta nói vậy á thì nó cũng đúng một phần, nhưng mà nhiều khi nó hơi nặng quá. Mỗi lần mà đi về Tết về hỏi sao giờ này làm ăn được không, tháng được bao nhiêu tiền, rồi khi nào lấy chồng, dựng vợ, sinh con. Ai hỏi em chưa lấy chồng,
sao bà lấy chồng? Nope. Bớt nha. Đầu năm đầu tháng không hỏi mấy câu đó nha. Lì xì tôi được nha. Bớt hỏi mấy câu đó lại nha. Thôi bác hai mới chửi ba. Suối, ba bán cái nhà đi. Nó nào rồi lắm. Cái tao nói có gì không đúng. Cái đây rõ có phải là cái loại mà có cha sinh mà không có mẹ dạy không? Hơi nặng lời thật sự. Thái độ đó với tao. Nhà mới ăn cơm mà mày. Mày coi thường tao quá. Ba San. Ba San. Còn mọi ai? Tới lúc này nha, tôi có thể hình dung ra được là tất cả mọi cái xung đột, mọi cái khó khăn đổ dồn lên Tuấn Trần vì mâu thuẫn gia đình, vì mâu thuẫn với lại cậu mở. Tất cả mọi người đều xem thường Tuấn Trần, đúng không mọi người? Đúng không? Đúng không? Tôi nghĩ vậy á. Ôi ai? Má nó chứ ai? Ai vậy? Má nó chứ ai là ai vậy? Bà đoán xem ai? Nhìn đi, nhìn cặp môi là biết mà. Theo tôi đoán nha, đây là vợ đẹp Vũ Thu Phương. Xà Vũ Thương gì, cái mô này là mô Minh Tú nha, chắc chắn là mô Minh Tú nha. Không biết được, nhìn cái mô mà biết là ai luôn á hả? Trời ơi, Minh Tú á từ đóng phim rồi cho nên tôi có thể nhận ra được là cái khuôn mặt của chị như thế nào. Ủa, của bạn như thế nào chứ không phải chị. Minh Tú chắc chắn. Bây giờ bà cá không? Tết tôi với bà cá. Ok nha, tôi với bà đi coi phim này. Rồi ok, Tết coi coi phim ai thua 500 ngàn, chơi không? Rồi tôi nghĩ tết nhất á, mình đừng chơi tiền bạc, thôi chơi 1 triệu đi. Ok chơi nha, Minh Tú nha. Vô. Mấy năm qua cũng ở đâu mà bây giờ vậy rồi. Bà chỉ quan tâm đến mong muốn của bà. Bà không bao giờ bà quan tâm tới cảm xúc của những người ở đây. Bây giờ bà dạy tao luôn cái cách yêu thương ai á hả? Tao muốn yêu bà kể tao chứ. Bà nói đi lẹ giùm được không? Thương bà, mà bà nói hỏi như con là mất dạ vậy. Đúng, tôi nghĩ á là những người trẻ với những người lớn người ta có cách thể hiện về yêu thương khác nhau. Có thể là cách yêu thương của Trấn Thành làm cho con cái mình cảm thấy ngột ngạt. Ủa mấy năm qua cô ở đâu vậy, bây giờ về đòi là sao, ý là ủa nếu như vậy thì Minh Tú thì gọi tạm là Minh Tú đi, là mẹ của bé Bụ Tọt hả? Rồi còn Tuấn Trần sao? Chưa chắc là Minh Tú nha, nói chung cái người đàn bà thì gọi cô nó phút phút biết biết ẩn biết ẩn. Đúng rồi, cái người phụ nữ này xuất hiện thì làm cho tôi cảm giác là bé Bụ Tọt và Trấn Tình Trấn Tuấn Trần là hai anh em cùng cha khác mẹ. Bé nói nghe nè, bé Bụ Tọt, bé Bụ Tọt và đã Trấn Tình. Bữa sau nha ekip nha, đầu với người khác nha, voi ốc người khác nha, chứ con bé này nó cũng được rồi đó, tôi không ổn rồi đó. Con có thương bà không? Tôi ghét bà. Đảng hả ta? Mỗi lần mà nghe nhạc của anh Phan Mạnh Quỳnh nổi lên mà bắt đầu tôi nổi hết da gà luôn á. Hồi xưa là mắt biết, tới bây giờ là bố già xuất sắc nhạc phim. Từ lâu chôn giấu khi đã phải quên đam mê đời mình để con nó lũ lụt thật nước. Ui cái cảnh đánh như là có thiệt không, mà có bảo hộ gì không mà sao hình ảnh đánh là thật nha, đánh là xong bị chụp khớp tay luôn. Cuối cùng á là đồng chí gọi người đến chăm cứu tại trường phim luôn đó. Tại trường phim là cái gì? Tại phim trường. Cái con bé nè hai lần làm với tôi rồi mà còn hồi hồi như vậy nữa, thật sự là háo đẻ nha mọi người nha. Tôi đã nói với bà rồi, mỗi người một cuộc sống. Ủa? Thì khác nhau dẫn tới mâu thuẫn là điều hiển nhiên. Sao sao không ở cùng con lâu hơn. Thật sự khúc cuối á làm cho mình hơi trùng xuống một tí, tại vì nó quá là đụng vào cái cảm xúc của mình khi mình nói về người cha. Ok thì cuối cùng cũng đã xong trailer của Bố Già rồi. Nhìn tụ chung á, đây là một bộ phim về tình cảm gia đình. Gia đình nào á cũng có những cái mâu thuẫn xảy ra hết, cho nên là khi mà xảy ra như vậy á, mình giải quyết với nhau, mình hiểu nhau thì gia đình sẽ lại hạnh phúc trở lại, thì cái đó điều hiển nhiên rồi. Còn ngoài ra là hình ảnh nè, màu sắc, âm thanh và dàn diễn viên mình nghĩ là đều ổn nha. Thì chắc chắn á, đây là một phim mà mình sẽ là đạp coi liền 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 và đan cá với con quỷ đó nữa. 500 nghìn lấy của nó cho mình được. Nhớ nha, nhớ là đan cá đó nha. Ok. Thì thú thật với mọi người, đây là series, là tập cuối cùng trong series mùa 1 của tụi mình rồi. Thì cảm giác lúc này cũng rất là khó nói, vì là cảm ơn mọi người rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ cho Phú cũng như là Khánh cũng như là tất cả ekip của chương trình. Thì một lời cảm ơn cũng không đủ, nhưng mà hy vọng á, nếu mà mình trở lại vào mùa 2 thì mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bọn mình nha.
có bất kỳ bình luận hay comment hay cái gì thì để lại cho bọn mình để mình tiếp thu, và mùa 2 chắc chắn là sẽ sống động hơn nhiều. Và cuối cùng một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, năm mới an khang thịnh vượng từ Phú và Khánh cũng như ekip của mọi người nha. Hẹn gặp lại vào năm sau. Bye bye.